cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mới đây, Công an huyện Văn Lâm kịp thời làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Đình Cường về hành vi cướp giật tài sản. Ngày 6 tháng 9 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm tiếp nhận trình báo của bị hại về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave trị giá khoảng 13 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ Phạm Văn Vũ, sinh năm 1991, trú tại thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, và Trịnh Văn Biên, sinh năm 1986, trú tại thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, là các đối tượng đã trộm cắp chiếc xe trên. Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra xác định Vũ và Biên đã cùng với Phùng Văn Phú, sinh năm 1985, trú tại thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Văn Lâm. Sau khi trộm cắp xe, các đối tượng đã mang bán cho Nguyễn Trần Tưởng, sinh năm 1978, trú tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, và Chu Văn Tuyến, sinh năm 1974, trú tại thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Sau đó trích tiền để mua ma túy của Tưởng và Tuyến. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Tưởng đang thuê tại thôn Trai Trang, cơ quan điều tra thu giữ 17,204 gam ma túy, loại methamphetamine và 2 cục chất màu đen nghi là thuốc viện. Tưởng khai mua về để bán cho các đối tượng nghiện. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuyến ở thôn Tráng Vũ, cơ quan điều tra thu giữ 132,703 gam ma túy, loại methamphetamine. Tuyến khai mua số ma túy trên về để sử dụng. Cơ quan điều tra còn xác định trong một lần trộm cắp xe máy, Vũ, Biên và Phú đã nhờ Mai Văn Sáng, sinh năm 1988, trú tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, cùng đi đến vị trí giấu xe để bê chiếc xe máy lên xe ba gác chở đi tiêu thụ. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra còn làm rõ Mai Văn Sáng và Lê Đình Cường, sinh năm 2002, trú tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, là các đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật một chiếc túi xách bên trong có số tiền 3.900.000 đồng. Sau khi tập hợp đầy đủ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ về tội trộm cắp tài sản, đối với Tưởng về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và mua bán trái phép chất ma túy, đối với Tuyến về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép chất ma túy, đối với Sáng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Đình Cường về hành vi cướp giật tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đang củng cố hồ sơ và đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Anh, sinh năm 1993, trú tại Nhân Đạo, Sông Lô, Vĩnh Phúc để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 13 tháng 9, chị LTP, sinh năm 1981, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, đến Công an phường Phú Thượng trình bày về việc mất trộm tài sản vào rạng sáng ngày 10 tháng 9. Tài sản thiệt hại gồm 3 chiếc đồng hồ, một iPhone 15, một máy tính xách tay và nhiều đồ trang sức đắt tiền có tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng. Theo công an, lợi dụng xảy ra thời tiết mưa to gió lớn, đối tượng đeo găng tay, đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo mưa kín người, đột nhập vào nhà chị P lấy trộm tài sản. Lực lượng chức năng nhận định đối tượng rất liều lĩnh, manh động, chuyên trộm cắp. Tại hiện trường không để lại dấu vết gì, gây khó khăn trong công tác thu thập dấu vết chứng cứ. Đến ngày 16 tháng 9, Công an phường Phú Thượng đã phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ làm rõ đối tượng trộm cắp là Đỗ Văn Anh. Công an cũng xác định đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Ngày 20 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1968 và Trần Văn Linh, sinh năm 1957, cùng ngụ ở quận Gò Vấp về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước đó, thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ mùng 2 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phát hiện một số đối tượng lên kế hoạch in ấn giải truyền đơn có nội dung chống phá chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục An ninh Nội địa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hường đang thực hiện hành vi chuẩn bị truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Đào Minh Quân ở Mỹ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, nhà chức trách thu giữ 1.000 tờ truyền đơn cùng nhiều máy tính, máy in màu, điện thoại và tang chứng vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của nữ bị can. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập để làm việc đấu tranh với đối tượng Trần Văn Linh về hành vi tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Công an xác định Trần Văn Linh là đồng phạm của Nguyễn Thị Hường, có nhiệm vụ thực hiện khảo sát các địa điểm đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như công viên, trường học, bệnh viện để chuẩn bị thực hiện việc dán giải truyền đơn theo chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia lâm thời. Việc bắt giữ hai đối tượng thu giữ 1.000 tờ truyền đơn có nội dung chống phá chính trị cùng các trang thiết bị phục vụ việc in ấn truyền đơn có nội dung chống phá nhà nước là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đã kịp thời ngăn chặn hoạt động phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ mùng 2 tháng 9. Với chiến công trên, Bộ Công an gửi thư khen tặng thưởng cho Phòng An ninh Nội địa, Phòng An ninh Điều tra và Công an quận Gò Vấp. Đây là các tập thể trực tiếp lập thành tích. Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng khen thưởng đột xuất cho lực lượng an ninh Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Công an, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, do đó Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của các đối tượng trong tổ chức khủng bố này. Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức trên, Công an đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn xử lý. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc mạo danh người tham gia bảo hiểm xã hội nhằm lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội diễn ra phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Qua công tác kiểm tra xác minh việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan này đã phát hiện ra nhiều trường hợp có dấu hiệu trục lợi. Tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát hiện 14 hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần với số tiền 3,26 tỷ đồng có dấu hiệu giả mạo hồ sơ. Thủ đoạn giả mạo hồ sơ là đối tượng làm giả giấy chứng minh nhân dân của người có sổ bảo hiểm xã hội, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, nhân danh người có sổ, đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, sau đó nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài việc giả mạo hồ sơ, các đối tượng trục lợi chính sách còn lập khống hồ sơ để đề nghị giải quyết chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội. Qua kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh từ các tổ chức cá nhân, cơ quan bảo hiểm xã hội đã phát hiện hàng nghìn trường hợp người lao động không đi khám bệnh mà mua giấy chứng nhận rồi đề nghị hưởng chế độ ốm đau tại Bình Dương, Đồng Nai. Các cơ sở y tế cấp không giấy chứng nhận chủ yếu là các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân nằm trên địa bàn các tỉnh có nhiều khu công nghiệp. Để phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm hành chính ở các doanh nghiệp, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các tỉnh, thành phố chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chủ động rà soát, kiểm tra dữ liệu về việc giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cũng như chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường và đề xuất phương án kiểm tra, xác minh kịp thời.